Trong những thập kỷ gần đây, Đài Loan đã thay đổi nhanh chóng thành một trong những thành phố đáng sống nhất và là điểm đến du lịch hàng đầu châu Á. Công viên địa chất Giả Liễu tại Đài Loan được bình chọn là điểm đến tự nhiên đẹp nhất Đài Loan với tổng chiều dài 1,7 km và khu đất liền rộng nhất lên tới hơn 300 mét. Những phiến đá có hình thù độc đáo kỳ lạ tạo nên bởi sự xâm thực của biển vào đất liền. Khi đến Đài Loan, bạn nên ghé qua một ngôi làng có lịch sử hình thành lâu đời thuộc Tân Bắc Đài Loan. Đó chính là làng cổ Thập Phần Đài Loan. Tại đây có khá nhiều trò chơi truyền thống như ném còn, thả đèn trời. Tương truyền rằng, hễ ai mà viết điều ước nguyện cùng họ tên của mình lên đó nhằm thỉnh cầu tới Thượng Đế thì cầu sẽ được, ước sẽ thấy. Nên việc thả đèn trời ở đây đã như một thông lệ. Nó là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người dân Đài Loan. Với kiến trúc cực kỳ hùng vĩ và ấn tượng và là nơi thiết lập trường đại học Phật giáo tại Đài Loan, Phật Quang Sơn được mệnh danh là kinh đô Phật giáo Đài Nam. Với hơn 20 tòa điện, lầu, đường trang nghiêm, Phật Quang Sơn là nơi hội tụ rất đông đảo tín đồ Phật giáo. Pho tượng Phật sừng sững, nổi bật với nụ cười hiền từ trên nền trời xanh. Đây là pho tượng đồng cao nhất thế giới hiện nay, với chiều cao lên đến 108 mét. Phật Quang Sơn là nơi sở hữu hàng ngàn pho tượng Phật giác vàng quý giá. Đặc biệt, bạn sẽ được chiêm ngưỡng 100 vạn bản tâm kinh do hàng trăm người sao chép tay. Khu quần thể Đài Xuân Thu là một di tích đạo giáo thờ Quan Công, vị thần chiến tranh. Bức tượng đồ sộ Tạc Quan Âm Bồ Tát đang cưỡi rồng bao quanh không gian quần thể, mang đến cho nơi này một vẻ ngoài ấn tượng, khiến du khách không khỏi tò mò. Chiêm ngưỡng các lầu ngắm cảnh từ đỉnh tháp Long Hổ, đi xuyên qua lối vào ở miệng rồng và lối ra ở miệng hổ. Điều này tượng trưng cho ý niệm biến đuổi thành mây. Tháp Long Hổ là một ngôi đền gồm hai ngôi chùa đầy màu sắc và mang đậm nét hiện đại, nổi bật trên đầm Liên Trì. Du khách hãy đi qua mô hình rồng và hổ hoành tráng ở phía trước tòa tháp này. Chợ đêm Lục Hợp là một trong những chợ đêm nổi tiếng và lâu đời nhất Đài Loan. Khi tới đây, bạn có thể tìm thấy những điều mà bạn chưa bao giờ tìm thấy được trong các trung tâm mua sắm cao cấp. Nhật Nguyệt Đàm là hồ nước tự nhiên lớn nhất Đài Loan. Hồ được tọa lạc ở vùng Du Chi, Nam Tao của Đài Loan. Với diện tích rộng lớn, hồ nằm ở độ cao 748 mét so với mực nước biển và rộng 8 km vuông. Độ sâu của hồ tùy thuộc vào mỗi km khác nhau và nơi có độ sâu cao nhất là 27 mét. Sau những phút giây miên man và đắm chìm trong vẻ đẹp của sông núi, thì các bạn có thể đi xung quanh hồ để tham quan các địa điểm thú vị khác như đền Văn Võ, nơi thờ Quan Công và Đức Khổng Tử. Ngôi đền được trang trí rất đẹp, trần nhà được điêu khắc tinh xảo và sơn phủ vàng lóng lánh làm cho du khách mê mẩn. Chùa Long Sơn Tự sở hữu kiến trúc Phật giáo độc đáo và một nền tảng văn hóa lịch sử lâu đời. Được xây dựng vào năm 1738, thời vua Càn Long, đây là ngôi chùa thờ cúng đa giáo phái với số lượng thần thánh thờ phụng rất lớn. Gian chính là nơi thờ cúng Phật Quan Âm cùng hai vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền. Xung quanh là 18 chư vị La Hán đầy uy nghi. Dinh Tổng thống Đài Loan là phủ Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, được xây dựng bởi kiến trúc sư Uehiri Nagano, thiết kế trong suốt thời kỳ Đài Loan thuộc Đế quốc Nhật Bản 1895-1945. Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ấn tượng này được dành riêng cho nhà lãnh đạo quân sự và chính trị, đã từng giữ vai trò chủ tịch chính phủ Trung Hoa Dân Quốc từ năm 1950 đến năm 1975. Khám phá lịch sử về Tưởng Giới Thạch và Trung Quốc ở thế kỷ 20 thông qua các bức ảnh, tranh vẽ và thiết kế kiến trúc tuyệt vời của nhà tưởng niệm.